Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Halo Channel. Nếu các bạn là một người đam mê thể thao nè, hoặc những môn thể thao mạo hiểm như đá banh, lướt sóng, phượt và đang tìm một thiết bị nào đó có thể mang âm nhạc theo cùng các bạn trong các môn thể thao này, thì hôm nay Halo sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới đến từ Bose, rất thích hợp với các bạn luôn. Đó là dòng sản phẩm Shaolin Blade. Nào chúng ta hãy cùng khám phá bên trong có gì nhé. Và đây là chọn bộ sản phẩm bên trong. Chúng ta sẽ có một dây sạc, một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và đây nhân vật chính của ta hôm nay đó chính là Bose Shaolin Blade. Thiết kế bên ngoài thì thiết kế này được gọi là thiết kế rugged, có nghĩa là những cái thiết kế siêu bền luôn, giúp các bạn có thể đem nó để sinh hoạt hàng ngày, thậm chí có thể đem đi cho chơi thể thao luôn mà không lo sợ nó bị hư hỏng hay bị tróc sơn. Thì theo như mà bên Bose công bố, thiết kế này đã đạt được chuẩn chống bụi và chống thấm nước lên tới IP67. Có nghĩa là việc này các bạn có thể đem nó sinh hoạt ở ngoài nè, hoặc là đi tắm biển và có thể chấm được cái nước vô sơ sơ thôi nha, chứ các bạn đừng có ngâm nó vô trong nước luôn. Có một điểm rất là đặc biệt của dòng này luôn á, và nếu các bạn lên trên YouTube coi thử hoặc là các bạn có để ý những cái clip mà quảng cáo của Bose á, đó là chính là dòng sản phẩm Shaolin Blade này có thể nổi trên mặt nước luôn. Điều này khiến cho loa này rất thích hợp cho một số các môn, giống như là mình có thể đi bơi nè, hoặc là mình có thể đi lướt sóng và đeo nó trên tay. Nhắc tới việc đeo trên tay á, thì các bạn sẽ thấy ở phần phía bên trên này á, sẽ có một cái móc bằng vải. Đây, một cái móc bằng vải. Móc này á, các bạn có thể đeo phía bên trên ba lô nè, có thể đeo lên trên xe nè, rồi có thể đem đi khắp mọi nơi chơi thể thao, chơi game hay chơi gì đó mà không lo sợ nó bị rớt hoặc là bị thất lạc ở đâu đó. Mình cầm thấy trên tay á, thì con này cầm cảm giác nó khá là mát này và khá là đầm tay luôn. Cân nặng của này khoảng là 589 gram, một cái cân nặng cũng vừa phải để các bạn có thể bóc lên trên ba lô, thậm chí bóc trên xe. Mình có một điều đánh giá rất cao về cái sản phẩm này của Bose luôn á, đó là họ đã tích hợp thêm một công nghệ vô cùng hấp dẫn bên trong. Công nghệ này là Boson IQ. Cái công nghệ này có tác dụng gì? Đó là nếu như bây giờ bạn treo loa gì đúng không, bên trong cái có sẽ có một chip xử lý, họ sẽ xác định lại vị trí của cái loa này, nó là loa đang ở trong vị trí là treo theo chiều dọc, họ sẽ phát ra một cái chất lượng âm thanh khác và theo một cái hướng âm thanh cũng hoàn toàn khác luôn. Còn trong nếu các bạn để theo nằm theo chiều ngang giống vậy, nó lại sẽ điều chỉnh hướng âm thanh lại khác nữa. Việc này khiến cho các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm âm thanh vô cùng hoàn hảo mà không lo tới cái việc thay đổi lúc mà mình thay đổi cái hướng đặt của cái loa. Ở phía phần bên trên này của loa này, các bạn sẽ thấy bây giờ cái hệ thống nút được đánh dấu là có bao gồm là nút cộng trừ, rồi cái nút chức năng, nút nguồn với nút Bluetooth. Ở phía bên dưới này chúng ta lại sẽ có thêm là một cái cổng Type-C để sạc. Các bạn lưu ý nha, đối với dòng Blade này á, thì Bose đã mạnh dạn họ bỏ luôn cái cổng kết nối jack 3.5, hay chúng ta còn gọi là jack AUX. Tại vì sao? Tại vì bỏ thêm cái jack 3.5 đó, Bose hiện nay á, rất ít người sử dụng, nhưng mà lại thêm cân nặng cho cái loa này. Và thậm chí trong cái điều kiện mà bạn chơi thể thao á, thì rất ít người sẽ sử dụng cái cổng dây để nối vô, bởi vì nó sẽ làm rất là vướng víu luôn. Cái mẫu Shaolin Blade này á, được tích hợp thêm hai nàng trợ lý ảo vô cùng nổi tiếng hiện giờ luôn, đó là Google Assistant với Siri. Và lúc đó mình chỉ cần làm gì, mình chỉ cần lấy lên, tại vì bên trong loa Shaolin Blade này nè, nó đã có một cái micro tiết kèm tích hợp bên trong luôn, thì các bạn chỉ việc nói hey Google, hey Siri, và sau đó nhờ bên loa này chuyển lệnh tới điện thoại và chúng ta sẽ đổi bài nhạc, chuyển bài nhạc tiếp theo, từ đó khiến cho cái cuộc vui của mình á, nó không bị cản trở. Và nếu mà bây giờ các bạn chơi vào buổi tối nè, đi chơi vào buổi tối hoặc là đi chơi trong trại đi, cứ ngồi đó nguyên cả gia đình, nguyên bạn bè quay quần bên nhau, cứ muốn chỉnh bài nhạc nào, cứ việc nhìn lên loa order một cái là chúng ta sẽ có bản nhạc đó. Nếu nói về một mẫu loa mà chúng ta không nói về âm thanh của nó thì quả thật là một thiếu sót rất là nghiêm trọng luôn. Ở đây á, thì mình đã từng sử dụng rất là nhiều mẫu loa khác nhau, từ là loa của Sony, rồi tới loa của Bose, rồi những cái mẫu loa của Skullcandy, thì mình cũng thật sự rất là ấn tượng. Tại sao vậy? Tại vì với một cái kích thước khá là nhỏ gọn giống như mẫu loa Shaolin Blade này, lại độ tiện dụng là cao vậy, thì trong đầu mình cứ nghĩ chất âm của nó dừng ở mức khá thôi, chứ mức khá thôi, nên là không phải là mức tốt. Tại vì trong đầu mình lúc mà mình phân một cái loa thì sẽ có mức là tệ, vừa, khá, tốt và rất là tốt luôn. Thì cái mẫu loa này nó lại vượt luôn cái mức khá và mức, nó thể là mức tốt và mức cận rất tốt luôn á. Tại sao vậy? Tại vì cái nó để những cái âm thanh là âm trầm nè, rồi âm thấp rất là rõ ràng, trong trẻo, rồi với lại âm bass á, nó là thể hiện rất là lực. Đặc biệt là nếu mà bây giờ các bạn đem những cái dàn loa này về nè, các bạn nghe nhạc EDM nè, hoặc là các bạn nghe giống như mình á, mình này thì rất thích cái dạng là epic rock,
và những cái đoạn classic rock thì mình cũng có lâu lâu cũng nghe một hai bài thôi, thì nó thể hiện ra rất rõ cái chất âm của nó luôn. Và nếu như các bạn để ý nha, có nhiều lúc á chơi coi những cái buổi mà live concert á, thì cái âm trống mà âm đánh của mà tay trống bass á đánh lên thì họ sẽ bị hay những cái loa khác, nó hay thể hiện trùng lắp với lại cái tiếng vỗ tay. Nhưng với cái loa flat này nè, lúc mình thử những cái bản nhạc trong những cái live concert đó thì cái âm bass á nó lại gần như không bao giờ nó bị trùng với cái tiếng vỗ tay luôn, điều làm mình thật sự rất ấn tượng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng test thử chất âm của mẫu loa Soundin Flat này nhé. Đây chính là cái thứ mà khiến mình rất yêu thích ở mẫu loa này. Như các bạn đã trải nghiệm lúc nãy đó, âm thanh của tất cả các nhạc cụ rất là tách bạch với nhau luôn, và khi vô các cái hiệu ứng âm thanh của trống rất là có lực, và âm bass để đánh ra rất là mạnh luôn. Và hiện nay là các bạn thấy nha, ở trên bàn của mình á, mình chỉ sử dụng có đúng một mẫu loa Soundin Flat thôi. Và Bose họ còn giới thiệu cho chúng ta thêm một cái tính năng cực kỳ độc đáo của mẫu loa này, đó là gì? Đó là nếu như mà chúng ta đi chơi ở những cái khu vực đông người hoặc đi chơi với bạn á, và tình cờ người bạn của chúng ta lại có thêm một cái chiếc loa Soundin Flat hoặc là một mẫu loa khác có tính năng Battery Box, thì hai người chúng ta có thể kết nối với lại là hai người bạn á, có thể kết nối mẫu loa của chúng ta với nhau thông qua tính năng Battery Mode. Từ đó hai mẫu loa có thể đánh chung với một cái nội dung, và cũng khiến cho cái chất âm á nó sẽ tạo được cái hiệu ứng là âm thanh vòm tốt hơn, cũng như có một cái loa nó sẽ chuyên về bass, nó sẽ đánh sâu về bass hơn, còn những cái loa kia nó chuyên về nội dung khác nó sẽ đánh những cái nội dung khác tốt hơn. Từ đó sẽ mang đến các bạn một cái buổi party, một buổi tiệc cực kỳ vui vẻ và cực kỳ sống động luôn. Và đó là tất cả những gì bọn mình muốn chia sẻ thông qua những clip trải nghiệm của Hello Shop với lại sản phẩm Bose Soundin Flat này. Nếu như các bạn có nhu cầu cần mua sản phẩm thì hiện nay tất cả các dòng sản phẩm của Bose đều đang có mặt tại trang web của Hello với mức giá rất là ưu đãi luôn. Và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới các sản phẩm này, các bạn hãy để lại bên dưới phần bình luận, tụi mình sẽ liên hệ lại với các bạn trong thời gian sớm nhất để có thể tư vấn tốt hơn. Hiện nay nếu như các bạn có thể thì hãy cho tụi mình một like, một share và một subscribe, vì đó sẽ là nguồn động lực lớn cho team mình thực hiện những clip sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.